Trước khi ăn cơm á là các bạn thì làm gì? Thì á thường người ta sẽ bắt đầu là ngồi trên ghế và chờ bạn đến đúng không? Nhưng mà tôi á là có một thói quen và cái thói quen đó đã khiến tôi suýt chết cho đến tận bây giờ. Cái thói quen đó là như thế nào mà đã khiến cho tôi suýt chết? Thì á câu chuyện là tôi là Bảo, khoảng 14 tuổi. Thì á bây giờ là mùa hè cho nên á là tôi suốt ngày ở nhà chơi game mà thôi, cho nên ba mẹ cũng không nói gì. Thì hôm nay bây giờ là khoảng 7 giờ tối, cái giờ mà thường đi ăn cơm á, mà không biết sao từ nãy giờ là tôi chẳng nghe tiếng mẹ tôi gọi xuống ăn cơm, không biết là hôm nay nấu trễ hay cái gì nữa. Vì thế, tôi đã nhấc ghế lên và tự giác đi xuống, hy vọng rằng là mẹ tôi sẽ vui về điều đó. Khi đi xuống nhà, tôi nhìn xuống thử xem thì tôi đã thấy là bố của tôi đã ngồi đây từ trước và không thấy mẹ tôi đâu cả, cho nên tôi đã hỏi: "Ủa, bố ơi, bây giờ là sắp đến giờ ăn rồi mà mẹ đi đâu rồi ta? Và con không thấy mẹ nấu cơm nhỉ, chỉ có đồ ăn thôi." Bố tôi liền hạ cái tờ báo xuống đang đọc và quay qua tôi và nói: À, mẹ con á hả? Thì mẹ con ra ngoài mua tí cơm về nấu ấy mà. Nãy giờ mẹ con quên mua, bây giờ chúng ta phải đợi thôi. Rồi bố tôi lại đọc báo tiếp: "Mẹ tôi tí nữa mới về á." Mà thôi cũng được, tôi thường có thói quen á là mỗi khi trước ăn cơm á là tôi thường ra ngoài đi dạo để cho cái bụng đói rồi mới vào ăn cho nó ngon. Vì thế tôi đã xin phép ba. Rồi, thưa phép bố, con đi đây. Khoan đã, con khoan đi đã, để bố nói cái này. Hả? Bố định nói gì thế hả? Theo như cái tờ báo mà bố đang đọc á, là dạo gần đây có những dân cư ở khu phố ta đã bị mất tích một cách bí ẩn nhé. Đặc biệt á là những đứa trẻ á, bằng tuổi con đấy, cho nên con hãy thật là cẩn thận ra ngoài đường á, nhớ về sớm đấy. Thấy ai nghi ngờ nhớ chạy đi nhé. Vâng, con biết rồi ạ. À, con sẽ về sớm thôi ý mà, con ra ngoài đi dạo một tí thôi. Không biết tại sao bố tôi lại hù dọa tôi trước khi đi chứ, làm tôi sợ muốn chết. Tự nhiên đang có hứng đi ra ngoài cơ mà, thật là kỳ lạ quá đi. Nhưng mà nghĩ lại á, bố tôi nói là đang đọc trên tờ báo mà, tôi nghĩ là bố tôi không có hù dọa đâu, mà là những tin tức có thật trên báo đấy. Tôi nghe mà sợ run cả người, lỡ giờ này có ai bắt cóc tôi thì sao, tôi sợ lắm. Thường cái thói quen này của tôi á là trước khi đi ăn là tôi sẽ đi dạo trong vòng 1 cây số, nhưng mà nghe bố tôi nói thế tôi cũng hơi sợ, cho nên á tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ đi ngắn thôi và về sớm trước khi á là mọi việc sẽ trở nên đi quá xa. Tôi hiện giờ đang bước đến một cái ngõ, gọi là cái ngõ rất là vắng người, nhưng mà ở đây á đèn điện đủ hết, cho nên tôi nghĩ á không kẻ xấu nào dám mò đến đây để bắt cóc đâu. Cho nên tôi không sợ lắm, chỗ này á là gì có ai mà kẻ xấu chứ. Khi đi bộ được một lúc á thì tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định á là sẽ dừng lại và nghỉ ngơi một tí. Và lúc này á tôi cảm thấy có gì đó rợn rợn trong người mà tôi không hiểu là tại sao. Nếu bạn để ý kỹ á thì xung quanh chỗ tôi nhà ai nấy đều bật đèn rất là sáng, nhưng mà riêng á cái ngôi nhà đối diện tôi thì nó lại tối hù à. Tôi không thấy gì bên trong ngôi nhà gì cả, nó khá là cũ kỹ, không biết á là ngôi nhà này có phải là ngôi nhà hay không, nhưng mang lại cảm giác rất là kinh dị. Thì khi nhìn sơ qua là tôi thấy ngôi nhà này gồm có 2 tầng, tầng trên và tầng dưới á. Tầng trên thì rong rêu bám đầy, rất là nhiều bụi ca lõa lá và nhìn nó khá là bụi cũ kỹ, không biết là có chăm sóc kỹ không như nhà hoang ấy. Ở dưới á là đống cái ván gỗ để che lại cửa sổ, không biết là che cái gì nữa. Tôi lại gần để kiểm tra xem thế nào thì thấy á là trước nhà có một cái biển số nhà, vì thế á chắc chắn rằng ở đây có người đang ở, nhưng mà không biết tại sao lại tắt đèn sớm như thế. Còn ở bên cạnh á là một cái cửa sổ to đùng mà, và nó đã bị che lại bằng những cái miếng gỗ, không biết á là họ đã làm cái gì mà lại che cửa sổ nhỉ. Thì trước cái cửa sổ á là có một cái bậc thang, vì cái tính tò mò của mình á tôi nghĩ rằng tôi sẽ đứng lên cái bậc thang này và nhìn vào bên trong cửa sổ. Và thế là tôi quyết định ngay lập tức, tôi lại gần cái cửa sổ và đứng lên bậc thang. Khi tôi chuẩn bị nhìn bên trong cửa sổ thì bỗng có một tiếng gì đó gọi tôi ở từ sau lưng. Tôi quay lại và kiểm tra xem. Này cậu bé, ta nghĩ rằng á là cậu bé không nên nhìn vào bên trong căn nhà đó đâu, cậu sẽ gặp hối hận đấy, ta cảnh báo trước rồi đấy. Ồ, tưởng gì, hóa ra là một ông lão ăn mày à. Ông này á thường hay ngồi trước nhà tôi để ăn, mà không biết tại sao hôm nay ông ta lại ngồi trước ở đây. Ông ta lại cảnh báo tôi là trong nhà này có gì đó nguy hiểm nữa. Nhưng mà tôi nhớ lại rằng á là ông ta đang mắc chứng bệnh tâm thần và nói những điều lăng nhăng á,
nên tôi nghĩ ông ta chỉ nói chơi thôi. Ông nói gì thế? Cháu không hiểu gì cả. Ngôi nhà này có gì đặc biệt à mà ông phải lo lo sợ vậy? Ta đã cảnh báo trước rồi đấy, đừng có hối hận nhé. Thôi, ta chạy trốn trước đây trước khi là mọi chuyện xấu xảy ra. Và thế là ông ta bỏ đi chỗ khác. Tôi hy vọng rằng là những gì ông ta nói chỉ là nói đùa thôi. Sau đó, tôi quay qua tiếp tục nhìn vào cửa sổ. Và thế là tối đó, tôi ước gì là tôi đã không tò mò và nhìn vào cửa sổ. Cái đêm đó là một cái đêm định mệnh, quyết định cuộc đời tôi. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Zaki đây. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft Ông Nội Kể Chuyện tập thứ 105. Thì bạn đang thấy đấy, trời mưa tầm tã và mình đang nhảy múa hát hò ở giữa đường. Thì bây giờ là mình sẽ vào nhà nhá. Ông nội mình rủ đến để hóng mát, để chơi đọc truyện tí mà. Để xem nào, đây là nhà của ông nội Yokunatsumi bạn. Thì nó bạn luôn là mình đang ở một nơi nào đó của Nhật và mình không tiện nói đâu. Mình lỡ mình nói các bạn đến nhà ông nội mình thì sao, đúng không? Rồi vào nhà thôi. Tiếng toan hết mưa rồi hay kìa. Để cái vụ ở đây đi, vứt cái vụ ở đây đi. Rồi ông nội ơi, ông nội thế nào thế? Xong mấy ta từng trệt thì ông nội không có gì hết trơn à. Hồi bây giờ trễ lắm rồi đó. Để xem nào, tôi làm cái gì không, để mình mang hết đồ ăn lên lầu ăn luôn. Thì nghe nói hôm nay á là có khách mời ở đây, xem là ai. Mình nghĩ là ông cu phải không ta? Hôm nay là ông cu nữa à? Không biết là ông ta còn nhớ tên mình không nữa. Ô, chào ông nội nhé. Cháu mang cho ông đồ ăn đây. À, đó ngon không? Ăn tối nhé ông nội. Dạ kỳ đến rồi đấy hả cháu? Muộn hơi muộn rồi nha. À, ông không cảm đi mà, ở ngoài trời mưa mà, đúng không? Ủa ông cu rồi ta? Ông cu ơi. Ông cu, trời ơi. Ông ở đây hả? Trời ơi, sao ông vô nhà đi, ướt nhẹp lên mà. Sao mà không thấy ướt bạn, hay bị dột vậy? Ông làm gì ở ngoài này thế? Chà, ngồi ngoài này mát mẻ quá đi. Thôi, ông vào nhà đi. Chào cháu Gia. Gia hả bạn? Ủa, ông này sao nói đúng với mình rồi? Gia gì hả ông? Gia ca. Trời ơi, là nó sai rồi. Đã bảo cháu tên là Gia Ki mà. Thôi, ông có gì á, ông nhớ vào nhà nha. Trời ơi, trời mưa tầm tã mà lại ngồi ở ngoài này. Thật là tội nghiệp. À, ông nội ơi, thì ra ông nội tập nhiều sách như thế á. Để xem ông có sách gì hay không. Để coi cái nào. Mấy cái này nhìn chán quá. Hầu như á là những cái chuyện đọc rất là buồn ngủ luôn á. Ai mà thèm đọc những chuyện này chứ, đúng không? Khoan đã. Gì đây? Đừng nhìn vào nhà người lạ vào nửa đêm. Ui, cái này nghe lạ nha. Ông nội ơi, chuyện gì đây? Cháu thấy rất là hay á ông nội. Không biết là sao nữa, nhìn tựa đề hấp dẫn á. Ông nội thử đọc cho cháu xem. Chuyện này hả? Ồ, ta có mua nó hồi trước á, nhưng mà ta chưa đọc lần nào. Hay bây giờ á, là ta thử đọc cho cháu nghe nhé. Wow, hay quá, ông nội đi đọc cho cháu nghe á. Được rồi, bây giờ trước khi ông nội mình kể về câu chuyện này á, các bạn hãy bấm nút like ngay bây giờ nhé, để ông nội mình kể nhiều thêm những câu chuyện mới nha. Bấm like ngay vậy đi, like. Ok, xong rồi phải không? Được ông nội ơi, ông nội hãy kể cho cháu nghe về câu chuyện kia đi. Được rồi, để xem nào. Thì đây là câu chuyện Đừng nhìn vào người lạ vào lúc buổi tối trước khi ăn nhé. Thì câu chuyện là tiếp tục câu chuyện lúc nãy á, tôi đang cố gắng nhìn vào bên trong cửa sổ để xem bên trong nhà có gì. Thì mới đầu á là do tôi không quen á, cho nên tôi thấy khá tối. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì nó cũng rõ rõ hơn một chút rồi đó. Thật ra là cái căn nhà này á, nó không có tắt đèn, nó vẫn mở đèn nhưng mà hơi nhỏ nhỏ và mờ. Và cộng thêm thế nữa là cái cửa sổ này nó dán cái lớp kính để ngăn chặn ánh sáng bên ngoài.
Và do cũng trời tối nữa nên tôi thấy không rõ lắm. Xung quanh nhà họ tối đen, không nhìn thấy một thứ gì. Nhưng trong nhà lại sáng. Ánh sáng trong ngôi nhà đó, cả ánh đèn đường không thể lan tỏa hết cảnh vật xung quanh. Nhìn sơ qua thì nhà khá là cũ kỹ. Khi nhìn sơ sơ qua trong căn nhà này á, thì tôi thấy có hai người. Một người mẹ thì đang cầm một con dao và đang cắt thịt, chắc là đang nấu ăn. Còn người con á là cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ. Trên tủ có một cái gì đó khá là giống một con búp bê. Thì đứa bé này á, là trông có vẻ như là 8 tuổi. Thì nó đang đung đưa trên ghế nghịch ngợm gì đó. Cô bé trắng trẻo phải không nào? Dưới ánh sáng thì từng sợi gân, mạch máu li ti nổi bật trên làn da trắng xanh của cô bé, cứ như là người mất hồn vậy. Tiếp tục thử quan sát con búp bê đi. Nó không khác gì một con búp bê cũ, đã bị rơi con mắt hay lừa thừa thiếu tóc. Con búp bê môi tô đỏ thắm lớp son bóng bẩy bởi ánh đèn chiếu vào. Nhìn kỹ đi, lớp son tan ra rơi từng giọt xuống sàn. Giờ bạn biết rồi chứ? Khi nghe tôi kể đến đây á, là các bạn đừng vội chạy trốn. Thì bây giờ á, là hãy nán lại thêm chút nữa, vì sẽ có nhiều thứ kích thích vị giác của các bạn. Nào, hãy nhìn sang bàn bên cạnh đi. Bây giờ là người mẹ đã dọn ra những món ăn trông rất là hấp dẫn đấy chứ. Canh rong biển, xúc xích sốt cà, thịt xông khói, kèm với một cái bánh rưới mứt dâu to tướng. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy đói á, vì cái món ăn của họ trông ngon quá đi. Đáng lẽ giờ này tôi về nhà ăn rồi, tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi nhìn vào bát canh rong biển dính vài miếng thịt khi nấu. Do không để quá lửa mà kém giấy xém đâu, nó thật là kỳ lạ đấy. Miếng thịt kia còn dính kèm với mắt. Đó là mắt người, chính xác là mắt con người. Con người lộn tròn và trợn ngược lên dầu quá hoảng sợ. Không nghĩ đến nó nữa, tôi liền nhìn vào cái dĩa xúc xích trông ngon làm sao. Họ kẹp xúc xích bên trong cái bánh này gọi là hot dog. Nhưng mà khi tôi nhìn kỹ lại, nó không phải là xúc xích, cứ như là ruột con người ấy. Và tôi thấy nó quen. Bên cạnh đứa bé hình như là có cái gì đó giống vậy. Đây, đó là xúc xích à? Không, đó là ruột con người. Bọn họ đã treo lên một cái cột và bọn họ để đó, đợi nó khô và sau này bứt xuống và đem rán lên làm món xúc xích. Trời ơi, xúc xích làm bằng ruột người ư? Hoảng sợ quá, tôi thử liếc mắt xem bà mẹ đang làm cái gì. Thì ra nãy giờ là bà ta đang dùng con dao đó và thái thịt xông khói. Mà cái thịt này á không giống bình thường lắm. Thịt xông khói này thường á là có màu đỏ, nhưng mà bây giờ nó là màu vàng, cứ như là màu của da người vậy. Chính xác hơn á là những cái miếng thịt xông khói này nhìn giống một cái đùi của một đứa trẻ hơn là một cái đùi heo đấy. Thôi thật sự chắc chắn luôn. Và khi nhìn đứa bé á, trông nó ăn ngon làm sao. Nó đang húp cái sốt cà chua. Nhưng mà nhìn kỹ lại, cái sốt cà chua này nó không giống sốt cà lắm. Tại vì nó không có đặc sệt mà nó hơi lỏng lỏng một chút. Có khi nào là tôi hỏi nhìn quanh á thì thấy dưới sàn cũng là màu đỏ như sốt cà chua. Xung quanh sàn khắp nhà đều là cái sốt cà chua ư? Không thể nào. Có khi nào đây là máu người chứ không phải là sốt cà chua không? Bọn họ đang ăn máu người à? Nghe kinh thật đấy. Một lát sau á là tôi thấy người mẹ dọn lên một cô món ăn, và bà ta gọi đó là những cái lát chả cá. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì chả cá nhìn mà màu da hơi giống màu da người nha. Nhưng mà nhìn kỹ hơn nữa, đó là những cái ngón tay của con người. Đúng hơn là ngón tay của một đứa trẻ. Trời ơi, tại sao gọi đó là chả cá được chứ? Bỗng nhiên trời lạnh quá khiến tôi hắt xì một cái. Nhưng mà tôi sực nhận ra, tôi hắt xì lớn quá, không biết là họ có nghe rõ không. Bà mẹ đang cầm dao xắt thịt, khi nghe tiếng tôi hắt xì thì bỗng dưng dừng tay lại. Sau đó bà ta quay qua người tôi và nhìn chằm chằm. Ôi không, tôi đã bị phát hiện ra rồi. Cái ánh nhìn của bà ta khiến tôi giật thót cả tim. Tôi tự hỏi là tôi có nên chạy ngay bây giờ hay không. Có khi nào là bà không thấy tôi ở ngoài không? Bà nhìn tôi được một lúc rồi hầm hầm lao về phía tôi. Tôi hoảng sợ bỏ chạy. Trước khi chạy, tôi nhìn lần cuối. Thì ra cái con búp bê trên kệ á không phải là một con búp bê. Đó là một em bé đã chết và mất rất là nhiều bộ phận. Và những bộ phận bị mất đó chính là cái bữa ăn của hai mẹ con bọn họ. Thật là bệnh hoạn quá đi. Tôi chạy thật là nhanh về nhà. Tôi hy vọng rằng á là họ sẽ không đuổi theo tôi. Cuối cùng là tôi đã về nhà rồi. Nhà tôi là cách khá xa chỗ đó, nên á chắc chắn rằng bọn họ sẽ không biết nhà tôi ở đâu đâu. Mẹ tôi cũng đã về nhà rồi.
Và tôi á là không dám kể chuyện lúc nãy cho mọi người nghe. Khi đang ăn á thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa. Thì không biết á là giờ này á là có ai đến nhà mình nhỉ? Và mẹ tôi nói rằng á là hôm nay nhà chúng ta có hai vị khách. Tôi không biết hai vị khách đó là ai. Và sau đó mẹ tôi ra ngoài và mở cửa đón họ. Một lát sau á là mẹ tôi đưa hai bọn họ vào nhà và kêu tôi á là chào hai bọn họ. Tôi quay lại thì rất là sốc. Đó chính là hai mẹ con trong ngôi nhà kinh dị ăn thịt người lúc nãy mà. Tại sao bọn họ lại là ở đây và là khách mời của ba mẹ tôi chứ? Tôi thật sự rất là sợ hãi, cứng đơ cả người, không biết phải làm gì cả. Ai đó hãy giúp tôi với. Và câu chuyện này đến đây là hết rồi cháu ạ. Wow, các bạn ơi, nghe kinh dị thiệt chứ. Bởi vậy chúng ta không nên nhìn vào nhà người lạ lúc buổi đêm mấy bạn. Rất là ghê nha, tò mò đó, là có ngày chết đấy. Thì có lẽ là mình dừng tập này được rồi đó. Thì ok, nếu mà thích cái series này của mình á, để mình một like, một share, đồng thời để lại comment phía dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft ông nội cái chuyện này làm sao nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.